ơi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón. Kìa sao không cất súng về, cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh nói, sớm mai bắn vào điểm đen. Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vẫn vàng làm gió. Nếu anh ở lại tập cùng em, có ai mà lại tin anh nói? Vì sao ơi hỡi cô nàng? Vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi, ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng mười, thì em đây sẽ là người của ai? Quê hương ta hỡi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên. Vàng anh đón, kìa sao không cất súng về, cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi. Anh sao không nhớ, sớm mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài, thì hoa em sẽ tặng người bạn bè. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn ba viên trúng vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây? Ai tin anh nói, sớm mai vẫn vào điểm đen. Vì sao em nói đi nào? Vì hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng làm gió. Nếu anh ở lại tập cùng em, hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi, ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng mười. Xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.